thì sau một ngày suy nghĩ đó, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của thuận liên quan đến những gì đang xảy ra và chúng ta cũng sẽ nói tới tại sao mà SEC lại lựa chọn thời điểm này để tấn công Coinbase và Binance. thì đầu tiên hết, á, các bạn nên hiểu là SEC đã bắt đầu kiện các dự án sàn giao dịch nhỏ hơn từ một năm trước và từ từ tiến tới hai sàn giao dịch lớn nhất thì họ làm gì? Tại vì sao các bạn họ làm như vậy là tại vì à, họ muốn có những cái tiền lợi giống như là người này không có chiến đấu với SEC và chấp nhận đồng này là chứng khoán Người kia không có ra tội với SEC chấp nhận staking này chứng khoán Thì họ dùng cái đó để làm bàn đạp để từ từ tiến tới ngay thời điểm bây giờ Và họ cũng đã sẵn sàng để mà tấn công Coinbase và Binance Dựa trên những gì mà họ đã làm trước đây Mặc dù đó chúng ta có cái sự khác biệt giữa một cái vụ kiện nhưng mà có một điểm chung Đó chính là việc cáo buộc về chứng khoán chưa đăng ký cho dù đó là cáo buộc một token nào đó, dịch vụ staking, dịch vụ gì đó. Nhưng mà tất cả đều dẫn đến là cái công ty đó, dự án đó trở thành một sàn giao dịch, một công ty chứng khoán chưa đăng ký và vi phạm luật. Và đây cũng là cách mà SEC nói tại sao mình có thẩm quyền trong thị trường crypto này. Thường không thể nghĩ đến ai có thể lớn hơn cả Coinbase và Binance sắp bị kiện. Có nghĩa là tôi nghĩ đây đã là chùm cuối rồi. Đây đã là cái bước cuối cùng của SEC nếu như mà còn nữa thì đó sẽ là những cái sự bất ngờ đối với Thuần Nhìn chung đó, thì cộng đồng crypto vẫn nộ trước các hành động của SEC Nhưng mà cùng một lúc đó chúng ta lại thấy được một cái sự nhẹ nhõm Đây cũng là nhận định của nhiều người như là luật sư Jack Savinsky Thứ nhất, cộng đồng crypto vẫn nộ cũng là điều dễ hiểu mà thôi các bạn Trong vòng nhiều năm qua đó, từ khi mà Thuận tham gia crypto tới bây giờ từ khi mà có kênh này từ năm 2017 đó chúng ta đã nói tới pháp lý ở Hoa Kỳ không biết là bao nhiêu lần cho đến ngày hôm nay đó chúng ta vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý nào rõ ràng và nhiều quốc gia khác cũng đã không chờ đợi Hoa Kỳ nữa và tự đưa ra một khuôn khổ pháp lý riêng. Và trong vòng nhiều năm qua chúng ta cũng đã có nhiều yêu cầu làm rõ cái gì là chứng khoán và cái gì không phải là chứng khoán. Chúng ta chỉ nhận được những câu trả lời chung chung từ chủ tịch SEC là mọi thứ có thể là chứng khoán và không nói rõ đồng nào đồng nào mà chỉ nói chung chung gì vậy thôi và sau đó nhiều dự kiện đã xuất hiện nói một số crypto bây giờ là chứng khoán theo một cách mà gọi là tùy tiện các bạn không có một cái quy luật nào rõ ràng hết và không có bất cứ một khuôn khổ quy định cụ thể nào được chia sẻ bởi SEC về lý do tại sao đó đồng này là chứng khoán đồng kia lại không phải nhiều sàn giao dịch thì cũng đã công khai yêu cầu sự rõ ràng và cũng yêu cầu chia sẻ cách đăng ký với lại SEC nhưng mà những nỗ lực này thì chẳng đi đến đâu vì không có tờ đăng ký như là các bạn vừa à, thấy sự chia sẻ đến từ Coinbase. Tuy nhiên chủ tịch của SEC đó thì nhiều lần tuyên bố trước công chúng là quy định này rất là rõ ràng, quy định crypto đã có và cực kỳ rõ ràng nhưng mà không phải đâu các bạn. Trong đồng crypto không đồng ý, nhiều nghị sĩ trong quốc hội và các cơ quan liên bang khác cũng không đồng ý. Nó giống như bạn đang bị phạt chạy quá tốc độ nhưng mà khi các bạn hỏi cảnh sát là tốc độ cho phép là bao nhiêu? thì họ không có nói thì làm sao các bạn có thể biết được tốc độ sẽ bao nhiêu mà cứ bị phạt hoài như vậy hiển nhiên cộng đồng không hài lòng với lại Gary Gensler mà ngược lại mọi người quay qua ủng hộ các công ty dự án mà SEC đang tấn công cho dù đó là Ripple, Coinbase hay là Binance điều quan trọng cần lưu ý là cái sự hỗ trợ của chúng ta chỉ giới hạn ở khía cạnh này mà thôi Bản thân của Thuận nên thì không có lưu trữ bất kỳ một số lượng crypto đáng kể nào trên sàn Hoặc là bất cứ công ty cung cấp dịch vụ thứ ba nào Đây là quy tắc cá nhân của kênh mà Thuận nên nhắc tới hàng ngày Và Thuận cũng chia sẻ chi tiết mỗi hai tuần với các bạn Đây là quy tắc cá nhân Nó không có liên quan gì đến vụ kiện này hay vụ kiện kia hay là sàn, sàn kia Bất cứ sàn nào, công ty thứ ba nào Thuận cũng không có lưu trữ bất cứ một số lượng crypto nào đáng kể và các bạn đã biết luôn từ dự crypto và đừng tin ai là một trong hai quy tắc mà chúng ta nhắc tới thường xuyên Cho nên có một số bạn hỏi thuận là có nên lo lắng hay không, có nên rút tiền ra khỏi Coinbase, có nên rút tiền ra khỏi Binance hay là không Thì nếu như các bạn theo dõi kênh thường xuyên thì cũng đã có câu trả lời Hơn nữa đó chúng ta không thể biết được Binance hoặc là Coinbase hoạt động như thế nào bên trong Và chúng ta cũng không biết liệu những cáo buộc của SEC về thao túng hoặc là gian lận có đúng hay là không Thời gian sẽ có câu trả lời và cho đến khi có bằng chứng cụ thể trước tòa ra chúng ta vẫn sẽ cùng nhau chống lại SEC để mà đảm bảo một tương lai thịnh vượng cho crypto Điều thứ hai là cộng đồng cũng có một cái sự nhẹ nhõm các bạn Tại vì sao vậy? Chờ đợi điều gì xấu sắp xảy ra cái cảm giác đó nó thường tồi tệ thực tế rất là nhiều khả năng đó là SEC kiện Binance và Coinbase nó giống như là một đám mây đen quay quanh chúng ta bao nhiêu thời gian qua Bây giờ đó thì chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó rồi và cuối cùng đã vào cuộc chiến rồi các bạn SEC không thể ra luật, họ chỉ có thể đưa ra các cáo buộc mà thôi Đó là điều các bạn nên hiểu và SEC chỉ có thể kiện dân sự, không thể kiện hình sự cho đến khi nào mà bộ tư pháp vào cuộc đó thì chúng ta mới có nhiều sự lo lắng hơn. Bây giờ đó thì chỉ là những cái vụ kiện dân sự. Ngoài ra, có một quan điểm phổ biến là vì SEC chấp thuận cho Coinbase được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì họ đã phê duyệt mô hình kinh doanh của Coinbase do đó không thể nói rằng staking hoặc token trên Coinbase chứng khoán bởi vì họ đã phê duyệt rồi. Đây cũng là điều đầu tiên được nói đến bởi Brian Nam Show hồi nãy nhưng mà Thuận muốn chia sẻ chi tiết hơn về điều này. Mặc dù nghe sơ qua đó thì lập luận này có vẻ như là hợp lý nhưng mà Thuận nghĩ nó không có cơ sở thực tế đâu các bạn dựa theo kinh nghiệm làm việc trong thị chứng khoán nhiều năm của Thuận và các bạn đã biết là Thuận là người giữ chứng chỉ Series 24 Có nghĩa là cựu FINRA Registered Principal Nhưng mà nào mà trong ngành chứng khoán có đã biết là Series 24 đó, Chứng chỉ 24 có nghĩa là chứng chỉ để quản lý những người mà có chứng chỉ Series 7 Series 7 có nghĩa là chứng chỉ mà các bạn cần phải có để hành nghề trong ngành chứng khoán như là một broker Thì Series 24 là những người quản lý những người đó Thì đó là cái Series mà Thuận đã lưu trữ từ nhiều năm các bạn Và để Thuận chia sẻ cái suy nghĩ của Thuận và kinh nghiệm của thường như thế nào scc chỉ xem xét và phê duyệt văn bản công khai các rủi ro mà thôi khi mà các bạn mua bất cứ một chứng khoán nào ở hoa kỳ đó thì có một số những văn bản họ sẽ cung cấp cho các bạn văn bản đó là kê khai giống như là quỹ đầu tư này thì họ có tiêu chí gì và có những rủi ro gì đây là cái văn bản mà chia sẻ cho tất cả những nhà đầu tư và đó là văn bản mà SEC xem xét họ không có đảm bảo mô hình kinh doanh các bạn nếu như mà họ đảm bảo mô hình kinh doanh đó, thì bấy lâu nay bao nhiêu lừa đảo chứng khoán thì SEC cũng đã phải chịu nhiều trách nhiệm rồi thêm vào đó đó một trong những rủi ro của Coinbase mà họ đã nói tới là chúng tôi có thể không tuân thủ lực chứng khoán hiện hành ngay cả điều này cũng được nói tới trong văn bản của Coinbase tương tự SEC đó các bạn nên hiểu rồi cũng cho phép những công ty mà họ bán cần sa lên sàn chứng khoán và vẫn bán chứng khoán được trừ thường mặc dù điều này rõ ràng là trái với luật của liên bang có nghĩa là ở một số tiểu bang đó thì các bạn có thể bán cần sa hoàn toàn hợp pháp liên bang này không cho phép nhưng mà SEC là một cơ quan đại diện cho liên bang nhưng mà vẫn cho phép IPO những công ty này thì đương nhiên họ không có xem xét cái cách hoạt động của những công ty này họ chỉ xem xét cái văn bản liên quan tới rủi ro này như thế nào mà thôi ngoài điều này ra đó thì mọi thứ khác đều nằm trong vùng màu xám và đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý khốc liệt cho cả hai bên đây là cái suy nghĩ của thuận về những gì đã xảy ra ngày hôm nay và ngày hôm qua nhưng mà nào mà có thêm suy nghĩ cá nhân thì hãy comment ở bên dưới và thuận cũng thấy nhiều bạn chia sẻ quan điểm của nhân của mình cho dù là thùng có đồng ý với quan điểm đó hay là không đồng ý với quan điểm đó thì thùng cũng cảm ơn các bạn đã góp ý để những người khác có thể thấy những quan điểm khác nhau và cái phản ứng của cộng đồng như thế nào các bạn. Như chúng ta đã biết cộng đồng crypto đó thì không đồng ý với những gì SEC đang làm nhưng mà chúng ta cũng có những người trong quốc hội như là chúng ta thấy ngày hôm nay đó thì thường nghị sĩ Bill Haggerty cũng đã lên tiếng nói là SEC đang vũ khí hóa vai trò của họ để giết chết một ngành công nghiệp. Việc cho phép một công ty niêm yết công khai và sau đó cản trở nỗ lực đăng ký của họ là điều không thể biện hộ được. Gail Gensler, chúng ta sẽ gặp nhau tại quốc hội, đó chính là sự chia sẻ đến từ thượng nghị sĩ Bill Hagerty Chúng ta cũng có thêm một thượng nghị sĩ khác nữa mà nhiều bạn cũng đã biết đến, đó chính là thượng nghị sĩ Cynthia Loomis. Thì đây là cái lời chia sẻ đến từ thượng nghị sĩ Loomis, chúng ta chỉ nói tóm tắt mà thôi. Tóm lại đó thì uh, thượng nghị sĩ Cynthia Loomis nói là SEC đã thất bại trong việc cung cấp phương tiện để các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đăng ký và tệ hơn nữa là đã không cung cấp hướng dẫn pháp lý đầy đủ về sự khác biệt giữa hàng hóa và chứng khoán và dẫn đến thiệt hại cho người Hoa Kỳ. Và đây là hai người đại diện thôi các bạn, chúng ta cũng còn rất nhiều những dân biểu nghị sĩ khác ủng hộ nhưng mà thuần chỉ trích ra từ hai người này mà thôi tại vì hai người này rất là nổi tiếng. Và chúng ta cũng đã biết là cách đây không lâu đó, khoảng chừng 3 tuần trước thì US Chamber of Commerce, đây có nghĩa là Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ hiểu đơn giản như vậy thì họ cũng đã lên tiếng nói là họ ủng hộ Coinbase và không ủng hộ SEC. Nói chung đó thì SEC cũng gặp rất là nhiều những cái sự phản đối các bạn. Cũng có một số người ủng hộ như là các bạn đã biết là Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, chúng ta cũng có một cái dân biểu từ Cali đó chính là dân biểu Brad Sherman, cũng ủng hộ SEC, nhưng mà người chống đối đó thì nhiều vô số kể đó là những gì mà các bạn nên hiểu cho nên thường mới nói là cuộc chiến này là một cuộc chiến không hề đơn giản đâu đối với lại SEC mà muốn thắng đó thì không dễ dàng và CG của Binance hôm nay cũng đã lên tiếng và đã chia sẻ là nếu bạn cần phải gây gỗ với mọi người có thể bạn là người có lỗi đó chính là sự chia sẻ đến từ CG và Cameron Winklevoss đây là một trong hai co-founder của sàn Gemini thì uh, Cameron nói là trước đây đó khi mà bạn bị kiện bởi SEC đó thì uh, đây là một cái điều cực kỳ tệ có nghĩa là khả năng uh, bạn đã làm gì đó rất là sai trái nhưng mà bây giờ đó thì uh, bạn bị kiện bởi SEC có nghĩa là bạn đã làm nhiều điều đúng cho nên bị kiện uh, đương nhiên các bạn đã biết là sàn Gemini cũng đã bị kiện bởi SEC Kraken cũng bị kiện KuCoin cũng bị kiện nói chung là nếu như các bạn là một sàn giao dịch crypto có hoạt động ở Hoa Kỳ thì sẽ bị kiện <laughs> các bạn thấy được là binance.com thì có Binance US Hoa Kỳ cho nên cũng bị kiện luôn Và tại vì sao các bạn, tại vì sao mà SEC lại lựa chọn ngay thời điểm này Thì có một giả thuyết ngày hôm nay được chia sẻ và thực cảm thấy là nó có trọng lượng Các bạn nên biết đó là hôm nay đã có một buổi điều trần liên quan tới bàn luận về luật crypto các bạn chi tiết hơn đó chính là cái dự luật được chia sẻ bởi hai thượng nghị sĩ lớn gần đây chúng ta cũng đã nói tới trong một video ngày hôm qua thì các bạn có biết là Coinbase Robin Hood và chủ tịch hàng hóa và đồng tương lai như là cTC đó là những người mà được mời đến và những cựu lãnh đạo CFTC cũng được mời đến để điều trần cho quốc hội để thảo luận về dư luật crypto. Đây là một buổi điều trần đi được lên lịch trước đó nhưng mà các bạn có thấy là một cơ quan không có danh sách này đó chính là SEC các bạn đó có phải là lý do tại sao mà Gail Chancellor nổi điên và kiện các sàn ngày hôm nay và hôm qua hay là không để gửi một thông điệp đến quốc hội là người có thẩm quyền là ông và quốc hội không nên nghe bất cứ ai khác. Nếu như bạn là SEC nhưng mà quốc hội thảo luận về luật crypto nhưng mà không có bạn ở đó thì bạn sẽ làm gì? Có thể chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến quyền lực chính trị và crypto là trọng tâm. Và các bạn đã biết là Coinbase và Binance là hai ông lớn trong crypto. SEC đang muốn làm đại ca trong thị trường này. Hãy suy nghĩ giả sử như SEC đạt được những gì mình muốn sang Binance US đồng Mỹ đóng cửa rút lui ra khỏi Hoa Kỳ Coinbase delist hết tất cả các đồng được nêu tên bỏ luôn dịch vụ staking rồi đăng ký theo ý muốn của SEC thì sao các bạn những gì đang xảy ra đó thì đương nhiên không phải là tốt nhưng mà nếu nói là ảnh hưởng dài hạn đó thì thường không quan tâm đâu các bạn để thường chia sẻ thêm thứ nhất đó là thị trường Mỹ chỉ là một thị trường trong nhiều thị trường mà thôi các bạn tại vì crypto là toàn thế giới chứ không phải là chỉ riêng một quốc gia nào hết và phần lớn quốc gia đã có khuôn pháp lý rồi các bạn ngay cả châu âu đó cũng đã có cái à, luật MiCA sẽ bắt đầu ban hành và thị trường Mỹ đó các bạn thấy được là nếu như mà SEC có thể đạt được tất cả gì họ muốn cái này nếu mà thôi thì thị trường Mỹ lại sẽ xuất hiện các sàn crypto lớn khác tại vì các bạn nên nhớ đó là SEC chỉ list một số đồng mà thôi những đồng còn lại họ có muốn tiếp tục nói đồng nào là chứng khoán hay là không đó thì họ lại không tiếp tục nói đến nữa các bạn và đặc biệt là Ethereum và BTC là hai đồng mà hoàn toàn không được nêu tên thì người Hoa Kỳ vẫn sẽ có nhu cầu giao dịch những đồng đó thì sẽ gì các bạn chúng ta thấy là nhiều sàn mới sẽ xuất hiện tại vì nhu cầu vẫn có thì cần phải có dịch vụ nhưng mà lần này đã sẽ là những sàn từ phố Wall như là Fidelity, JP Morgan, BlackRock vân vân họ sẽ lấy thị phần của thị trường này và có thể sẽ trade qua CBDC được các bạn tất cả đều dẫn đến hai điều là CBDC tiền kỹ thuật số quốc gia và chúng ta cũng có một cái tài liệu khác từ SEC cũng nói là Hoa Kỳ không cần phải có nhiều tiền kỹ thuật số hay là nhiều tiền điện tử thì Hoa Kỳ đã có tiền điện tử rồi, đó chính là đồng đô la. Và đương nhiên, Chủ tịch Gary Ganser cũng là một trong những người mà ủng hộ CBDC. Và nếu là như vậy đó thì hai điều thứ nhất là khiến cho phố Wall có thêm nhiều thị phần trong thị trường này. Thứ hai nữa là có thể sẽ qua CBDC và được quản lý các nhà đầu tư đó thì ngược lại sẽ cảm thấy an tâm hơn khi mà trade với những sàn lớn đến từ những công ty như Fidelity giá BTC những năm này thì có thể là sẽ tăng lên các bạn cái đó là nếu như mà SEC đạt được như mình muốn mà thôi nếu như họ thu kiện đó thì lại khác cho nên về cái sự ảnh hưởng dài hạn đó nói riêng BTC thì còn không quan tâm các bạn mọi thứ thì vẫn tiếp tục tiến tới như mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này và nói tới thị trường phố Wall thì chúng ta không thể không nói tới Jim Cramer các bạn và Jim Cramer cũng đã thuyết ngày hôm nay và Jim Cramer nói là dự kiện của SEC sẽ tàn phá Binance các bạn may quá Binance sẽ được cứu rồi nhưng mà nói thật đó, thì ngày hôm nay Jim Cramer cũng đã liên tục chia sẻ rất là nhiều những cái thuyết liên quan tới Coinbase và crypto các bạn hầu như là cả ngày hôm nay luôn và điều thú vị đó là Jim Cramer đương nhiên là người của đài CNBC các bạn mặc dù Jim Cramer thuyết về crypto cả ngày hôm nay và thường xuyên thuyết về crypto và chia sẻ góc nhìn từ chuyên gia tài chính nhưng mà trong cái clip ngắn này đã, Jim Cramer hôm nay đã gọi Solana là Solano và ông gọi Cardano là Cardanzo để thường play các clip ngắn này với các bạn. Do you think it's existential to the ecosystem? Absolutely. You do. Absolutely. I think that if you are in a series of coins, ông nhìn rất bận rộn. and we all kind of know them các bạn thấy là Jim Cameron nhìn rất là bận rộn và rất tích cực các bạn cầm rất nhiều giấy không biết là những giấy là những giấy gì nữa uh, đương nhiên chúng ta cũng đã thấy một điều tương tự như là ngày hôm qua trước khi mà có thông tin liên quan tới Balance bị kiện nên đã có một cái À, số lượng BNB bị short rất là nhiều. Hôm nay chúng ta tương tự cũng thấy là ngày hôm qua đã có một người đã mở một cái lệnh option các bạn. Đây là cái lệnh put option và đưa vào cái lệnh này tới một trăm là ngàn lần thì hiểu đơn giản là lệnh put có nghĩa là quyền được bán. Thì người này đã đưa ra một cái mức giá là 50$ đô la quyền được bán ở con mức này. À, thì ngày hôm nay đương nhiên các bạn thấy là giá đã giảm xuống như các bạn đã thấy hồi sáng này rồi thì người này đó ngày hôm qua còn lỗ 19% nhưng mà hôm nay à, đã lời 2.572% các bạn họ đã có thể dùng 100.000 của mình để đổi lấy hàng triệu đô la <laughs> lúc nào cũng vậy các bạn có người đã biết trước rồi rồi nói tới Binance thì chúng ta cũng có một số những thông tin cập nhật. À, đầu tiên hết á, là chúng ta thấy được là SEC đã đệ đơn lên tòa án xin lệnh đóng băng tài sản của Binance US. Đây là Binance US chứ không phải là Binance.com. Đây là cái sàn ở Hoa Kỳ mà thôi. Cho nên những bạn nào mà không ở Hoa Kỳ, không sàn này thì cũng không phải quan tâm đến Binance.com không liên quan đến chỉ Binance US mà thôi. Nếu như mà được thông qua nên thì lệnh cấm cũng sẽ ngăn bị cáo tiêu hủy, thay đổi hoặc che giấu các hồ sơ liên quan và hỗ trợ SEC tiến nhanh quá trình điều tra. Đây lập luận mà tại sao SEC xin tòa án lệnh đóng băng tài sản của biden us SEC xin tòa án đề nghị này đó được phê duyệt trên cơ sở cấp tốc nói rằng một Kết quả nhanh chóng sẽ đảm bảo an toàn cho tài sản của khách hàng và ngăn chặn việc tiêu tán tài sản đó lập luận đến từ SEC. Tòa án có chấp thuận hay không đó thì tôi nghĩ là tùy theo SEC có thể giao ra những bằng chứng gì bây giờ chúng ta chỉ biết đến đây mà thôi khi nào khó thân tôi chia sẻ với các bạn và sang Binance thì cũng đã chia sẻ là cái lệnh này chỉ là lệnh đóng băng tài sản của công ty Binance mà thôi chứ không phải là đóng băng tài sản của người dùng À, nhưng mà như thường đã chia sẻ với các bạn thôi chỉ thích tự lưu trực tiếp mà thôi không thích để nhiều tiền trên sàn sàn giao dịch đây gọi là sàn giao dịch thì các bạn dùng để mà giao dịch chứ không phải là sàn dự trữ thêm vào đó chúng ta lại nhận thêm một cái thông tin nữa liên quan tới binance các bạn nhưng mà cái thông tin này đó thì à, thuận cảm thấy là nó cũng có một chút xíu đáng lo lắng reuters đã đưa tin nói là từ năm 2019 đến năm 2020 sàn binance.com đã kiểm soát các tài khoản ngân hàng thuộc binance us trong khoảng thời gian này Binance hầu như quản lý toàn bộ Binance US Nhân viên Binance US cần phải có sự chấp nhận từ giám đốc cấp cao của Binance trước khi mà chi tiêu cho các khoản như là trả lương nhân viên Đây là cái sự cáo buộc và được chia sẻ bởi Reuters tóm lại đó nói là binance.com và binance.us cả hai là một và binance.us toàn bộ là thuộc quyền quản lý của binance.com từ năm 2019 đến năm 2020 chứ không phải là hai sàn tách rời như là đã được nói đến binance cũng đã đáp lại nói là binance.us khẳng định họ kiểm soát hoàn toàn các công việc của mình kể từ khi bổ nhiệm CEO hiện tại là Brian Stroder vào cuối năm 2021. Vào tháng 4 đó thì Krishna Chivadi, người đứng đầu bộ phận pháp lý của Binance US cũng tuyên bố phủ nhận điều này. Cái mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra được đó, cái thông tin từ Reuters là nói từ năm 2019 đến năm 2020 nhưng mà cái sự chia sẻ của Binance là từ cuối năm 2021 cho đến bây giờ. Nó có một cái khoảng trống thời gian các bạn không biết rằng trong thời gian đó, đó, Binance US có thật sự là một công ty riêng lẻ hay là không? Cái đó chúng ta không biết. Binance.com tại sao lại có quyền quản lý những cái uh, account ngân hàng của Binance US? Chúng ta cũng không biết và có thực sự đã xảy ra không? Chúng ta cũng không biết. Có khi nào tại vì binance com cũng lâu lâu cần phải di chuyển tiền à, và binance US là một cái công ty mà có thể dễ dàng di chuyển tiền giữa Hoa Kỳ à, và những quốc gia khác chúng ta không biết các bạn điều mà thùng muốn chia sẻ đây với các bạn là cũng có một cái gì đó chưa rõ ràng ở đây hy vọng là chúng ta sẽ có thêm thông tin sớm một là từ SEC đưa ra bằng chứng còn hai đó thì binance cũng đưa ra chứng từ cụ thể là điều này là những cáo buộc không có cơ sở ngoài trên những cái thông tin này ra đã hầu như hai ngày hôm nay chúng ta cứ chú tâm vào những cái thông tin liên quan tới Binance rồi uh, Coinbase mà chúng ta cũng có rất nhiều cái thông tin khác mà thuận chưa có thời gian để mà chia sẻ với các bạn à, đầu tiên hết á, cũng liên quan tới uh, SEC các bạn Ripple nói là sau khi mà điều kiện với SEC chấm dứt thì uh, họ có kế hoạch để mà lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ à, đó vẫn là kế hoạch của Ripple các bạn và công ty Ripple đáng giá bao nhiêu thì dựa theo một cái công ty định giá đó đó chính là Digital Perspective thì có một người mà từng làm việc cho Wall Street tới 25 năm đó chính là Linda Jones thì Linda Jones của công ty uh, Digital Perspective cũng nói là nếu như mà định giá thông thường dựa theo các cái Wall Street dựa theo thu nhập thì công ty Ripple có thể là sẽ trade ở mức là 35 đô một cổ phần nghĩa là công ty đáng giá khoảng chừng là 5 tỷ 7 nhưng mà công triple đó thì đang lưu trữ 42 tỷ token XRP và chúng ta nếu như mà tính khoảng chừng 50 cent một token thì cái số lượng lưu trữ này đáng giá 21 tỷ rồi cho nên khả năng là công sẽ được định giá cao hơn nếu như mà họ muốn phát hành chứng khoán và các bạn thì là công thì hầu như họ không có bất cứ một lý do nào nghĩ là sẽ thu kiện với SEC một điều mà luôn làm cho thuận không có được thoải mái đó là chúng ta chưa bao giờ nghe nói tới SEC nghĩ gì về cái vụ kiện này? Lúc nào chúng ta cũng nghe những luật sư hay là những người lãnh đạo của công ty Ripple phân tích về cái vụ kiện này và lúc nào họ cũng nói là họ có lòng tin sẽ chiến thắng. Nhưng mà có thật sự gì hay không đó thì chúng ta phải chờ tòa án và hy vọng sẽ có hồi kết sớm và đương nhiên chúng ta cũng hy vọng là công Ripple thắng kiện với lại SEC rồi chúng ta cũng có thông tin liên quan tới công ty Tether thì chi tiết hơn đó công ty Tether họ nói là họ đã công bố một cái đầu tư tổng cộng là 250 triệu đô la vào trang trại đào Bitcoin ở El Salvador thì gần đây đó Tether các bạn thì là cũng liên tục là dùng tiền của mình để thu mua BTC để tích lũy công ty Tether cũng đã mở một cái trại đào BTC ở một quốc gia khác gần đây bây giờ họ đã tiến tới El Salvador thì cái địa điểm trại đào sẽ nằm tại thủ đô thị Metapont thuộc tỉnh Santa Ana, El Salvador. Quy mô trang trại đào có tổng công suất lên tới 241 MW, trong đó bao gồm 169 MW năng lượng đến từ mặt trời và 72 MW năng lượng gió. Sản lượng này đã dự kiến sẽ tạo ra năng lượng tính à, toán là khoảng chừng hơn 1,3 exahash một giây mỗi một xh trên một giây đã tương đương với một triệu tỷ băm trên một giây đây là cái con số cực kỳ kinh khủng đó các bạn à, có nghĩa là nếu như mà thành công đó, thì theo đồng hiệu đây sẽ là một trong những cái khu đào btc trong top 10 trên thế giới theo đời cho biết là cái số tiền đầu tư vào dự án này đã đến từ lợi nhuận kinh doanh của công ty và không liên quan đến quỹ bảo chứng cho các token USDT để phát hành và đương nhiên các bạn thấy được là càng nhiều những cái nơi đào BTC mà sử dụng năng lượng xanh thì càng tốt tại vì nó sẽ dập tan cái quan điểm là đào BTC đó dùng quá nhiều những năng lượng giờ các bạn khiến cho hại tới môi trường khi mà sử dụng nhiều năng lượng sạch như thế này thì sẽ dập tan được cái dư lượng đó Tuy chúng ta không thích thay đổi nhưng mà đây cũng là một thông tin nói chung là tốt cho thị trường Còn thị trường tài chính nói chung ngày hôm nay đó thì ở Hoa Kỳ các bạn thấy được là những uh, chứng khoán đó Thì hôm nay các chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó thì đều xanh Không phải là xanh nhiều lắm các bạn Trong khi chúng ta có những chỉ số như là Nasdaq đó thì tăng 0.36 nhưng mà S&P 500 nó tăng 0.24 và Dow Jones sẽ hầu như không có cái sự thay đổi nhiều chỉ tăng nhẹ một chút mà thôi 0.03 chúng ta có thể nhìn thấy là pre market thì bây giờ thì cũng không có nhiều sự thay đổi các bạn tuần này cũng không phải là một tuần mà chúng ta có nhiều những cái thông tin ở bật trong tài chính đâu và chúng ta cũng thấy được là dầu đó thì không có sự thay đổi luôn ở mức là 71 đô cho một thùng dầu chúng ta thấy được là cái mức này là cái mức thấp trong khi mà chúng ta đã thấy là cuối tuần vừa rồi cái nhóm OPEC Plus đó, họ cũng đã có quyết định là tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu nhưng mà hầu như không có ảnh hưởng đến giá dầu. Các bạn nhu cầu bây giờ có thể là rất yếu luôn. Và chúng ta nhìn thấy được là vàng thì vẫn dưới 2.000 đô mức 1 980 đô cho một ounce vàng. Chúng ta cũng có một số tin đồn như là liên quan đến Jamie Dimon có nghĩa là CEO của ngân hàng Chase. JP Morgan Chase các bạn à, ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ à, thì có tin đồn là Jimmy Diamond sẽ ra để mà ứng cử tổng thống năm 2024 nhưng mà Jimmy Diamond cũng đã đứng chính lại là không có chuyện đó đó chỉ là tin đồn mà thôi nhưng mà ngược lại đó chúng ta đã có thông tin ngày hôm qua là Mike Pence cũng đã chính thức công bố là ông sẽ ra ứng cử tổng thống năm 2024 đây đương nhiên là nhiều người biết đến à, với một chức vụ trước đây chính là phó tổng thống của Hoa Kỳ thời của cựu tổng thống Donald Trump thì cái mà chúng ta quan tâm đó không phải là về cái phương diện chính trị toàn diện mà chúng ta quan tâm đến cái quan điểm của những người ra ứng cử về crypto mà thôi. Thì Mike Pence đã từng có quan điểm gì về crypto các bạn? Thì nói chung, ông ta chỉ có một quan điểm về BTC chứ không nói rõ về crypto. Về BTC đó thì Mike Pence nghĩ là BTC không phải là chứng khoán và nên xem BTC như là một hàng hóa. Đó là quan điểm của Mike Pence. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Bình Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.